Sáng ngày 29 tháng 10, đợt triều cường lớn trên sông Hậu bắt đầu dâng cao, nước tràn vào nhiều tuyến đường và nhà dân trong nội ô thành phố Cần Thơ. Hoạt động bán buôn của hàng trăm người dân bị tê liệt trong buổi sáng. Đường Cách Mạng Tháng 8, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Trần Việt Châu tiếp tục là khu vực bị ảnh hưởng nặng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu sẽ xuất hiện ngày 29 và ngày 31 tháng 10, mực nước đạt 2,15 đến 2,20 m, cao hơn báo động 3 từ 0,15 đến 0,20 m. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc sáng sớm 5 đến 7 giờ và chiều tối lúc 16 đến 18 giờ. Việc thông báo thời gian triều cường xuất hiện sẽ giúp người dân thành phố Cần Thơ chủ động sắp xếp thời gian đi lại và tránh đi các tuyến đường thường xuyên bị ngập khi có triều cường. Sáng ngày 29 tháng 10, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đã phát đi bản tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá trên khu vực Nam Bộ. Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên.